Thưa quý vị, lợi dụng sơ hở của du khách tham gia các sự kiện, lễ hội đông người để trà trộn, móc túi, trộm cắp tài sản. Đây là thủ đoạn của một nhóm đối tượng móc túi chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để hoạt động. Rất nhanh, sau một thời gian ngắn vào cuộc điều tra, vụ việc đã được đưa ra ánh sáng. Ngày 28 tháng 5, tại sự kiện lễ hội Revive Water Run được tổ chức ở khu vực công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp, xảy ra hàng loạt vụ móc túi, lấy đi nhiều điện thoại di động có giá trị của du khách và người dân đang tham gia sự kiện. Trên hệ thống thông tin liên lạc nội bộ của lực lượng làm nhiệm vụ, liên tục nhận được tin báo mất tài sản của người dân. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch của thành phố, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà ngay lập tức đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Phước Mỹ vào cuộc điều tra. Những cái nhóm đối tượng mà chuyên về trộm cắp tài sản mà dưới dạng móc túi á, đa số là dân miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Thì qua công tác sàng lọc thì nổi lên một nhóm đối tượng gồm có 2 nam và 3 nữ, nói giọng thành phố Hồ Chí Minh, lưu trú tại khách sạn Biển Vàng, đường Phạm Văn Đồng. Làm việc với nhân viên lễ tân của khách sạn này, các trinh sát đã nắm được quy luật giờ giấc đi lại của nhóm đối tượng. Đến chiều ngày 29 tháng 5, các đối tượng này tiến hành trả phòng để rời khách sạn. Tình huống này cũng đã nằm trong dự kiến của các trinh sát. Lãnh đạo công an quận đã tung lực lượng trinh sát ra sân bay Đà Nẵng, bến xe Đà Nẵng, ga Đà Nẵng. Bởi vì theo nhận định khả năng các đối tượng sau khi hoạt động xong sẽ bỏ trốn. Sau khi mà nhóm đối tượng nó lên taxi rời đi khỏi khách sạn Biển Vàng thì di chuyển đến địa điểm đã được đóng lõm của lực lượng cảnh sát hình sự Sơn Trà, đó là nhà ga. Thì tại bến nhà ga thì phối hợp với lại các lực lượng khác sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thì được lệnh của ban chỉ huy đội cũng như lãnh đạo công an quận Sơn Trà thì cho bí mật mời nhóm đối tượng này ngay tại chỗ để kiểm tra. Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Quý 19 tuổi, Trương Thị Thảo 20 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Dầu 26 tuổi, Nguyễn Ngọc Đăng Kiên 19 tuổi cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Duy Diệp 23 tuổi tạm trú thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Với thủ đoạn lợi dụng những nơi tổ chức các sự kiện tập trung đông người để trà trộn, dàn cảnh móc túi, chúng đã thực hiện thành công ở nhiều địa phương, nhưng khi đến thành phố Đà Nẵng thì bị bắt giữ. Có ở Đà Nẵng có lễ hội Revive, tôi có hành vi trộm cắp tài sản của khách, của du khách. Túi ai sơ hở thì móc, còn không thì đeo trước cổ, tôi lấy vô làm tôi rạch. Các đối tượng ra tay rất chuyên nghiệp, hầu như người dân và du khách không thể phát giác khi chúng thực hiện hành vi móc túi. Với thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn, 5 đối tượng đã thực hiện trót lọt 20 vụ móc túi, lấy 21 chiếc điện thoại di động đắt tiền của người dân và du khách. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đang tạm giữ hình sự nhóm móc túi này để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.